cho cái cây à, có làm gì chị? Dạ, ghế ngồi đợi em xíu, để trên kia lên chị. Chứ quá chân chị da nó cứng lắm, ngâm nước không nó không đủ mềm. Cắt ra xong rồi hả? Ừ. À, em để đó đi. Chúc mấy chị vỗ chị ốc cho. Vỗ treo bên kia đi. Cái móng này sẽ là móng vuông, nó đẹp hơn cái móng nhọn này.
Huh.